cha ta đánh giặc, trận cải trang tập kích lầu Âm Hoàng. Tháng 2 năm 1946, Pháp tái chiếm thị xã Phan Thiết, đưa một trung đội ra chốt giữ Phú Hài, lúc đầu ở khu nhà trường dưới chân đồn. Tháng 10 năm 1946, địch chuyển lên cải tạo khu nhà nghỉ thành đồn và đóng chốt luôn ở đây. Nhân dân quen gọi là lầu Âm Hoàng. Lầu Âm Hoàng cách trung tâm thị xã Phan Thiết khoảng 5 km về hướng đông, địa hình trống trải. Đại đội Hòn Ho Tháp, tức đại đội 2 thuộc trung đoàn 82 tỉnh Bình Thuận, được giao nhiệm vụ tiêu diệt lầu Âm Hoàng, đã tổ chức thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất gồm 10 đồng chí và 2 chiến sĩ quốc tế, một người Đức, một người Tây Ban Nha, cải trang thành quan 1 và quan 3 Pháp. Anh em còn lại cải trang thành đội, cai và lính. Bộ phận thứ hai gồm một trung đội, khi nghe nổ súng thì nhanh chóng vận động và phối hợp cùng với bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ ba tổ chức chặn viện ở hai hướng Kim Ngọc và Phú Long. Đúng 5 giờ 10 phút ngày 14 tháng 6 năm 1947, bộ phận thứ nhất cải trang thành quan Pháp tiến vào cổng chính. Tên lính khác thấy quan ba đến, vội vòng xuống chào. Quan ba hốc tay rồi đi thẳng vào đồn. Chỉ huy của ta ra lệnh cho tên lính khác vào báo đồn trưởng là có quan ba đến kiểm tra, cho lính tập hợp và không mang súng. Khi lực lượng của ta vào đồn, một tình huống bất ngờ xảy ra. Một đồng chí của ta đã chạm mặt một tên đội, trước đây ở cùng đơn vị, nay đã đầu hàng địch. Tuy nhiên, đồng chí đã kịp thời khống chế tên đội cho đến giờ nổ súng. Quan ba lệnh cho tên đồn trưởng tập hợp lính để kiểm tra và đưa cho hắn bức thư. Sau khi xem thư biết là bị lừa, tên đồn trưởng toan chống cự, liền bị một loạt tiểu liên của ta tiêu diệt. Biết bị ta tấn công, bọn địch bung chạy về các hướng để chống trả, nhưng đã muộn. Tất cả các hướng đều có lực lượng của ta chiếm giữ. Vừa đánh, anh em vừa gọi bọn địch đầu hàng. Bộ phận thứ hai cũng đã nhanh chóng vận động vào, phối hợp với bộ phận thứ nhất tiêu diệt và bắt sống địch. Sau 15 phút chiến đấu, ta hoàn toàn làm chủ đồn, tiêu diệt tại chỗ 20 tên, làm bị thương 12 tên và bắt 3 tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược, máy móc, quân trang, quân dụng, ta hoàn toàn vô sự. Lần đầu tiên trong các chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bộ đội Bình Thuận tiêu diệt gọn một đồn địch cấp trung đội, bắt tù binh, thu vũ khí. Đây là trận đánh hay, táo bạo, bất ngờ, gây được tiếng vang lớn ở Bình Thuận và cả vùng cực Nam Trung Bộ. Sau chiến thắng, phong trào đồng quân giặc ngũ khá sôi nổi, phong trào ủng hộ kháng chiến phát triển mạnh, bọn địch hoang mang lo sợ trước lối đánh sáng tạo độc đáo của bộ đội ta. Trích trong sách chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ vang, những trận đánh điển hình trên chiến trường Bình Thuận. Dù rằng thầy ta có hiến thân bước trên đường dài, sông nối muôn đời.